Hôm nay sáng giờ lạnh lắm nha cả nhà. Thì cấp tình nó cứ nhõng nhẽo hoài à, nó muốn ra ngoài chơi với nó nè. Mà cả nhà thấy không? À, nó muốn mình chơi với nó, mình đá banh với nó mà nó ôm cái banh vậy hoài á. Nó muốn chịu trả cái banh. Nè cho mọi người coi nè nhà, nó cái tay lấy cái tay nó ôm cái banh lại nè. Đè cái mặt nó xuống thấy không? Đó, nó thay cái banh đi chỗ khác. Mỗi lúc mình định đá là nó đưa cái mặt nó vô vậy đó, để cho mình không có đá cái banh của nó đó. You want me to kick it? Okay, I'm coming. Thấy không? Cái mặt nó cả. Don't let me kick your ball. Captain don't want mommy kick your ball. Thấy không con hết cả. Đó. Nó thủ vậy đó. Nó muốn mình chơi với nó nhưng mà nó đó, thấy không? Thấy nó ôm cho bạn không? Trời, nằm giả ôm chiếc banh luôn rồi. Captain, you want me play with you? Yeah? You want me play with you, yeah? So, you have to let it go. Trả chiếc banh cho mommy nha, mommy đá nha. Ok. Thấy nó thủ không? Come on, Captain. Drop it. Đau quá à. Đó. Mình đi qua đây nhìn theo kìa. Đè cái mặt nó xuống không? Okay, Captain. I'm going inside, okay? I'm going inside. Okay? Okay. Okay, I'm going. Bye. Bye. Bye-bye. Bye, Captain. Nó khôn lắm cả nhà ơi. Giờ nó đang tự học hả? Nó tự mở cửa luôn đó. Nó nghe mình nó đi vô. Giờ nó chạy ân cái bành này nó nằm kìa. Trời, bây giờ bắt đầu vô lạnh rồi nha. Mà Mississippi này thì thời tiết lên xuống thất thường lắm. Ok, I'm going inside, ok? You wait daddy, ok? Captain, you wait for Joe, ok? Ok? You wait daddy play with you, ok? Okay, bye. Love you. Love you. Yes. Yes. Cái mặt nó thương dễ sợ.